Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Cái dự án AC Network hiện tại là họ đã hoàn thành xong đợt phân phối lần đầu tiên, tức là 10% trong tổng số AC mà chúng ta chưa khai thác. Anh chị nha, trong video này em sẽ chia sẻ cho anh chị những cái cách, những cái bước để chúng ta chuẩn bị hoàn tất hết để chiều nay lúc 5 giờ chiều theo giờ Việt Nam mình á, là nó sẽ list giao ngay với cái cặp USDT trên cái sàn OKX anh chị nghe. Tức là chúng ta chuẩn bị hết thao tác để chiều nay là chỉ cần chúng ta vào là chúng ta bán liền, tránh cái việc mà anh chị không biết, không nắm, không gõ, chúng ta lay quay, cuối cùng á là khi chúng ta bán được á là nó giá nó đã xả rất là thấp rồi, đúng không anh chị? Đầu tiên nè, chúng ta sẽ nắm thông tin mới từ cái dự án nha. Em xin phép á là vào trong cái ít cập nhật từ từ, rồi em sẽ chia sẻ cho anh chị nghe để cho chúng ta nắm. Anh chị vào trong cái ít nè, chúng ta gõ cho em cái chữ là IC nha, cái kênh trên cùng nè anh chị. Cách đây 8 giờ họ có một cái thông báo này, cảnh báo đếm ngược chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là IC sẽ ra mắt độc quyền trên OKX Exchange vào ngày mai, ngày 19 tháng 1 lúc 10 giờ sáng UTC, tức là 5 giờ chiều Việt Nam mình. Đặt báo thức và sẵn sàng cho hành động giao dịch. Đối với các câu hỏi liên quan đến phân phối, vui lòng kiểm tra trung tâm trợ giúp trên trang web của chúng tôi. Cách đây 16 giờ họ có cái thông báo tiếp theo. Lần phân phối đầu tiên đã hoàn tất, tức là đã xong rồi đó anh chị. Nếu bạn không sử dụng địa chỉ Exchange OKX, giờ đây bạn có thể gửi tiền của mình vào OKX Exchange để bạn có thể giao dịch IC một cách dễ dàng. IC có thể được tìm thấy trong tài khoản giao dịch hoặc cấp vốn OKX. Rồi bây giờ những anh chị nào mà chúng ta đã liên kết cái ví chớp với lạp, ví MetaMask hoặc là cái ví OKX vào trong cái app IC của mình á, thì bây giờ á chúng ta cần phải có một ít BNB. Em cập nhật một cái anh chị nha. Chúng ta cần phải có một ít BNB để chi ạ? Để chúng ta chỉ ngay lên cái sàn cho em nha. Anh chị cập nhật cái app lên nha chị. Và hiện tại á, nếu mà anh chị có những cái tài khoản trong cái sàn OKX á, là chúng ta có thể chuyển qua lại được nha, tức là họ đã cho phép chúng ta chuyển rồi anh chị. Để em xem nhật ký thay đổi sao nha anh chị nha. Rồi cái này em sẽ cập nhật sau đi, em khai thác một cái. Rồi anh chị ha, bây giờ nè, đối với những anh chị nào mà chúng ta đã liên kết cái địa chỉ ví sàn OKX vào trong cái app IC Network, bây giờ chúng ta vào cái sàn OKX cho em nha. Anh chị muốn giao dịch mua bán được á là chúng ta phải xác minh KYC thành công, cài đặt Google AdSense, liên kết số điện thoại này kia nha, trên cái sàn OKX đó anh chị. Rồi ở đây là cái giao diện, bên trái là của sàn, bên phải là của ví, hai cái nó độc lập nhau nha. Nếu mà của anh chị đang nằm, nó đang nằm bên cái ví OKX á, thì chúng ta nên chuyển nó về bên cái sàn này, hoặc là bên đồng IC chúng ta hiện có, nó đang có ở trên cái ví chất với lệnh MetaMask, thì chúng ta cũng phải chuyển về cái sàn để chiều nay chúng ta bán. Rồi bây giờ nè, chúng ta vào cái mục tài sản cho em. Có một số anh chị khi chúng ta mới tạo cái tài khoản sàn OKX mà chúng ta chưa có giao dịch đó, khi chúng ta vào nó sẽ không hiển thị giống như em, nó chỉ có cái mục trên này à, ở dưới cái tài sản tài khoản này nó không có. Thì em lúc đầu em tạo cũng vậy á, em nhớ là em vào em nhấp chỗ cái mục gửi tiền nè, sau đó em nhấp vào cái mục nạp tiền mã hóa hoặc là giao dịch P2P đó, em cứ nhấp ra nhấp vô em vào các mục này nè. Em nhấp nhấp một hồi á là tự động cái nó sẽ trở về cái bình thường. Bình thường ở đây tức là nó cái giao diện nó có các đồng này đồng kia đó. Và đặc biệt này, nó có nghĩa là nhiều anh chị chúng ta vào cái mục Kundin nó sẽ không có như gì, nó chỉ có từ cái hàng là nạp tiền, rút tiền trở lên nè. Nhưng mà sau đó chúng ta cứ chọn cho em cái mục nạp tiền nè, em chia sẻ thêm nha, tại vì người mới chúng ta không biết. Chúng ta chọn cho em giao dịch BNB hoặc là mua tiền mã hóa, anh chị cứ nhấp vào trong đó, rồi chúng ta cứ cứ kiểu như là chúng ta cứ nhấp vào các mục này nè, chúng ta tìm tới tìm lui đi, là tự động họ nó sẽ hiện thị giải giống của em nha. Và đặc biệt ở trên đây nè, nếu như của anh chị nó đang có dấu tích trong cái mục là ẩn tài sản dưới 1 đô thì anh chị nên tắt nó nha, tắt nó. Rồi tiếp theo
Bây giờ chúng ta không thấy IC của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng tìm kiếm phía bên phải nè. Chúng ta gõ trong cái chữ IC nha. Đó, ví dụ như của em đem có 200 IC, của anh chị có bao nhiêu thì nó sẽ hiện thị ở đây. Còn nếu mà nó không có, tức là chúng ta chưa có nhận được. Anh chị muốn nhận được IC này là chúng ta phải KC bước 1, bước 2 và phải có IC chúng ta chưa khóa nha. Còn ai mà khóa full 100, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm vậy đó là chúng ta chờ đúng ngày, đúng tháng đó chúng ta mới nhận được. Rồi bây giờ anh chị thấy nè, chúng ta sẽ thấy hiển thị cái đồng IC của chúng ta đúng không ạ? Sau đó chúng ta cần phải chuyển nó sang cái ví giao dịch nha. Để chiều nay chúng ta bán, anh chị nhấp vào cái mục chuyển tiền nè. Rồi chúng ta, nó mặc định đó, nó sẽ để là từ quý funding sang tài khoản giao dịch. Chúng ta chọn một tài sản USDT, chúng ta chọn trên IC. Ở đây chúng ta chọn tối đa hoặc là chúng ta nhập vào cái số chúng ta muốn chọn. Tốt nhất là tối đa đi anh chị, chọn xác nhận nè. Lúc này á, đồng IC bên cái tài khoản funding của em nó sẽ không còn. Anh chị muốn giao dịch được là phải chuyển sang cái ví giao dịch nha. Đó, để chúng ta giao dịch trên cái sàn. Ở đây chúng ta cũng sẽ không thấy. Anh chị thấy cái biểu tượng tìm kiếm không ạ? Chúng ta nhấp vào, anh chị gõ cho em cái chữ IC, anh chị sẽ thấy nè. Đó. Rồi chiều nay lúc 5 giờ chiều, anh chị có thể vào trong cái mục OKX phía dưới bên trái, hoặc là anh chị vào cái mục giữa là giao dịch cũng được, tùy chúng ta nha. Tốt nhất là em chia sẻ chúng ta vào cái mục OKX phía dưới bên trái. Rồi chúng ta chọn cái mục tốc cành mới hoặc là tốc cành tăng giá, thì chiều nay nó sẽ tự động, nó sẽ hiển thị cái IC liền. Chúng ta còn hơn 9 tiếng nữa, anh chị nhấp vào đây. Đó, bây giờ em sẽ lấy ví dụ con cái đồng AVV này đi. Nó là cái đồng IC. Thì chúng ta vào cái mục giao dịch nè. Thì ở đây á, nếu mà anh chị muốn, chúng ta đang có cái đồng IC á, thì chúng ta chọn mục bán để chúng ta bán ra USDT. Ở đây chúng ta chọn cái lệnh nè. Anh chị thấy cái giá USDT chúng ta có thể chọn theo cái giá chúng ta muốn. Ví dụ anh chọn 0.5 hay là 1 đô tùy của chúng ta. Thấy được bán liền anh chị nha. Đừng có chờ, anh chị chờ là nó xả đó. Với cái thứ hai nữa, họ sẽ trả về 10% hàng tháng, nên là nó sẽ càng ngày càng giảm chứ nó không có tăng đâu. Chúng ta đừng có neo. Bán kiếm tiền ăn Tết anh chị, có đỡ hơn không ha. Hy vọng giá nó cao. Rồi chúng ta bán. Rồi chúng ta nhập xong cái giá đi. Ví dụ như em nói 0.7. Rồi sau đó anh chị kéo full cho em nè. 100% chúng ta bán hết. Nó sẽ quy định ra cái giá USDT ở đây. Chúng ta chọn một bán. Đó. Anh chị muốn nhanh đó, thì chúng ta nên nhập đúng cái bên phải này, hoặc là chúng ta chọn cái lệnh giới hạn này sang cái lệnh thị trường là nó sẽ khớp ngay với cái lệnh thị trường luôn, chúng ta không cần làm gì hết. Đó. Rồi anh chị chọn một là bán AVV nha. Rồi nếu như chúng ta cái lệnh của chúng ta bán xong á, là tiền nó sẽ về bên cái tài sản và nó nằm bên cái ví giao dịch và nó sẽ là USDT. Còn nếu như mà nó chưa có khớp á, là nó sẽ nằm ở dưới này nè, anh chị nắm rõ nha. Đó, thì chiều nay á, là chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm hết tất cả các thao tác chiều nay, chỉ cần chúng ta vào chúng ta nhấp một cái mục bán, rồi chúng ta chọn cái giá thị trường, chúng ta kéo nè, full 100% chúng ta bán, thì anh chị canh cái giá nào được thì chúng ta tự động chúng ta bán, anh chị nghe. Còn nếu anh chị á, chúng ta thấy nó lên cao hơn nữa thì chúng ta có thể là chuyển cái lệnh thị trường sang cái lệnh giới hạn nha, rồi chúng ta cài đặt cái giá, rồi sau đó chúng ta có thể để đó, ví dụ em thấy cái giá 0.7 nè. Sau đây muốn bán 100 AVV và em nhấp vào cuộc bán. Khi cái lệnh em chưa khớp nó sẽ nằm dưới đây. Và khi nó khớp nó sẽ thành cái đồng USDT, nó sẽ về bên đây. Rồi lúc đó chúng ta sẽ bán. Thì cái video hướng dẫn về cái sàn OKX giao dịch mua bán này kia, anh chị xem dưới phần mô tả nha. Em cập nhật nhanh như vậy cho chúng ta nắm. Anh chị nghe. Nhất là những người mới, cái giao diện nó sẽ không giống của em. Thì chúng ta cũng cứ vào chúng ta nhấp vài chỗ một nạp tiền, rút tiền này kia ha. Rồi một lát nó sẽ ra thế này. Và đặc biệt là không có chú thích đen trong này nha. Phải mở nó thế này nè. Còn ai á mà đang có cái đồng IC trên cái ví chốt với lệnh, em lấy ví dụ nè, muốn nạp về cái sàn OKX làm sao, thì anh chị có thể từ bên cái mục tổng quan này hoặc là từ cái ví funding đều được nha. Anh chị sẽ nhấp vào cái mục nạp tiền, sau đó anh chị chọn cái mục nạp tiền mã hóa, sau đó chúng ta sẽ vào cái ở trên đây nè, chúng ta gõ cho em IC nha. Sau đó anh chị nhấp vào cái mục là IC BSC, chúng ta chọn hai cái tờ giấy bên phải, chúng ta sao chép nó, sau đó chúng ta vào cái quý chốt với lệnh đi, lấy ví dụ em lấy cái quý chốt với lệnh làm tượng trưng nha. Em vào đây em sẽ tìm kiếm cái đồng IC của em đây. Rồi bây giờ ví dụ em đang có trong đây 10.000 cái đồng IC, em sẽ nhấp vào cái mục gửi ở đây, sau đó em dán cái địa chỉ trên cái sàn OKX hồi nãy. Sau đó em nhập số lượng tối đa, em chọn cái mục tiếp theo em gửi. Muốn gửi được cái này phải có
một ít pin bi để chúng ta lập ga, tại vì nó chạy nhờ trên cái mạng pin bi, tức là F20 đó, BSC đó. Quý MetaMask thì anh chị cũng làm giống vậy, mà OKX chúng ta cũng làm vậy ha. Hiện tại là cái đồng này nó đã có giá trên cái ví OKX rồi, cái giá cũng cao. Thì cái đó là cái giá lúc này anh chị nghe, nhưng mà chiều nay là nó sẽ giảm, chứ không phải mà nó cao giống vậy đâu. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa, em sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách chúng ta lấy cái contract. Anh chị vào trong cái kênh chính thức của họ, tức là IC nè, anh chị thấy nè, gõ IC tiếp nè, trên cùng nè, chúng ta kéo lên cái tick của họ đâu cách đây khoảng 2 ngày á. Kéo lên BSC contract nè, anh chị chọn cái mục dịch đi, nó chúng ta đọc nè, địa chỉ hợp đồng nè, chính là nó ha, chúng ta sao chép nó giùm em ha. Đó, rồi lúc này chúng ta có thể là thêm nó vào các ví đó, hoặc là chúng ta check nó. Em sẽ vào trong cái trình duyệt chuỗi khối của BSC nè, em xem coi là cái hôm qua em lúc em làm là có 100 mấy chục triệu IC được phân phối à, nhưng mà sau đó là cái số lượng nó tăng lên khá là cao anh chị, có nghĩa là họ chưa phân phối hết. Bây giờ anh chị nhấp vào cái mục băng IC. Rồi ở đây cô bác anh chị mình sẽ thấy tổng cung hiện tại là 1.039.000, em nhầm, 1.039.897.948,3 IC. Người nắm giữ hiện tại là 24.487, tổng số lần chuyển là 32.525. Cái số lượng này thì sẽ còn tăng, nhưng mà em nghĩ sẽ không còn tăng đáng kể nữa đâu anh chị. Có nghĩa là nó khoảng giới hạn này. Với cái mức giá này, nếu mà cái dự án cái đeo họ ok đấy, là nó có thể là 0.5 hoặc là 0.7, 0.9 là có khả năng xảy ra luôn nha. Nhưng mà nó lên xong rồi có thể là nó sẽ giảm, chứ nó không thể nào lên cao nữa. Còn nếu mà cao nữa thì tốt rồi. Đó là cái quan điểm của em ha. Anh chị thấy nè, chúng ta kéo lên đây, anh chị thấy 15 giây trước nè, họ đã trả về cho rất là nhiều người nha. Thực sự là cái số lượng nhận á là chúng ta không có nhiều đâu, trừ những người top mới có được 20.000, 30.000, thậm chí là 40.000, 50, 60.000, còn lại á, là thường là ở vài ngàn anh chị thấy này. Nha. Nên là em nghĩ cái giá này nó sẽ cao hơn cái giá của cái đồng AVV. Cao hơn là mình tính vô cái đỉnh điểm khi nó lít sàn anh chị, nhưng mà sau đó có nó giảm sẽ là sâu đấy. Tại vì nó còn trả hàng tháng nữa và họ cũng phải gom nữa. Đó. Ở đây em nói luôn nè, em chia sẻ cái phần này một số anh chị chúng ta nắm luôn. Chúng ta muốn mua cái đồng này á, chúng ta đừng có mua bây giờ, chúng ta gán canh khi nào cái thị trường xấu á, chúng ta gom vô. Rồi hoặc là tới tháng 8, tháng 9 hay này kia đó, chúng ta gom vô cái nữa. Thì em nói đó, anh chị canh giá được chúng ta cứ gom. Tại vì khi á, họ phân phối cho chúng ta nè, em cho anh chị thấy nè, thật sự là phân phối đâu có nhiều đâu. Trừ những người top nha, em không nói, top mới có nhiều, còn như mấy anh chị là mấy ngàn à. Rồi. Em chia sẻ thêm nè. Họ phân phối cho chúng ta là 10%. Ở đây có một số anh chị nói tại sao của anh chị, anh chị xem như thế này nè, chúng ta vào trong cái app á. Chúng ta vào cái app á. Sau đó anh chị vào cái chỗ mà bốn chấm tròn phía trên bên phải, vào cái mục thống giữ vào khóa nè. Đâu ta? À, anh chị nhấp vào cái chữ Y màu xanh phía bên phải ở trên nè. Nếu mà anh chị nhìn thấy phía bên phải của chúng ta có cái chỗ chuỗi khối này nè, tức là IC nó đã được chính thức chuyển vào trong chuỗi khối của anh chị, có bao nhiêu là chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu nha. Còn của em pháp full 5 năm và 100% nên chuỗi khối của em không có. Một số anh chị nói tại sao nó trả về không đúng 10%, tại vì nếu mà anh chị solo là nó sẽ chuẩn nhất. Còn anh chị mà có giới thiệu, thường là những người chúng ta giới thiệu là họ không KC cấp 2, là họ không đặt điều kiện, mà họ không đặt điều kiện là chúng ta sẽ không được nhận cái phần đó của họ, hoặc là họ không khai thác nữa, tức là họ ngừng, thì cái phần đó của chúng ta sẽ bị trừ. Giống như em vẫn khai thác nhưng mà cái này vẫn bị trừ, lý do là những người em giới thiệu được họ không khai thác nữa, và nó trừ đến khi nào mà những người đó tài khoản của họ về không thì của em sẽ hết nhận thưởng từ họ, là nó sẽ không còn trừ nữa, anh chị thấy không ạ? Còn cái việc chúng ta đang khai thác là chúng ta vẫn được nhận bình thường nha. Đó là em chia sẻ thêm cho mọi người nắm luôn. Như của em đây là được cộng 1.394 IC trên giờ, là cái phần này riêng. Còn cái phần mà trừ này là riêng nữa. Đó. Nên là anh chị nắm. Rồi bây giờ nè, em lấy ví dụ, tại sao em nói chúng ta đừng có gom bây giờ. Hiện tại á, là họ sẽ trả cho chúng ta 10% hàng tháng, đúng không? Ví dụ như em nói một cái nữa, chúng ta khai thác được
100.000 mà chúng ta khóa hết 75%, chúng ta còn 25%. Tức là em được nhận 25.000 cái này. Đây là em đang nói người đào solo nha, còn nếu mà anh chị có giới thiệu này kia là nó chúng ta sẽ không được nhận 25 đâu, chúng ta được nhận khoảng là ít hơn. Nhưng mà trong 25.000 này chúng ta phải chia cho gì ạ? Chúng ta phải chia cho 10, tại vì chúng ta nhận lần này chỉ được 10% mà, tức là 2.500. Tháng sau họ sẽ trả tiếp cho anh chị là 2.500, họ trả từ đây tới tháng 10, tức là 10 tháng là sẽ full cái phần này. Từ tháng 10 trở đi, nếu như anh chị thiết lập khóa 1 năm thì 1 năm sau chúng ta mở tiếp. Là mở từ lúc cái ngày mà chúng ta thiết lập khóa đó, cách đây 1 tháng đó. Và tới tháng 10 trở đi, và anh chị biết đầu năm 2025 sẽ là uptrend, lúc đó thực sự không ai có để rút cái đồng IC này, trừ những người chúng ta hold và những người chúng ta canh cái giá thấp chúng ta mua. Đó. Thường là chúng ta sẽ khóa 2 năm mặc định hết hoặc là 1 năm ha. Còn những ai không khóa thì có thể là họ sẽ rút bán hết luôn. Đó, nên em nói là cái này, dự án này tới cái mùa uptrend nó sẽ bay khá là cao. Nhưng mà đây không phải là cái giai đoạn gom, mà là cái giai đoạn để chúng ta xả nha anh chị. Rồi chiều nay mọi người tranh thủ vào trong cái sàn nha. Chúng ta tiền IC chúng ta nó đã nằm bên cái quý spot rồi, quý giao dịch rồi. Bây giờ chỉ cần chiều nay chúng ta vào đúng ngày, đúng giờ, đúng thời điểm chúng ta vào, chúng ta canh. Anh chị đừng có bán ngay khi nó mới liếc sàn. Mới liếc sàn nó sẽ bay lên, chúng ta chờ khoảng 5 phút thì để chúng ta coi. Hoặc là chúng ta đặt cái target sẵn. Quan trọng cái lúc đầu mà nó mới lít sàn là coi cái giá thấp nhất của nó bao nhiêu. Ví dụ nó là 0.01 ví dụ, hoặc là 0.1 đi. Thì chúng ta 0.1 thì chúng ta có thể đặt 0.5 hoặc là 0.7. Đó là tùy theo anh chị nha. Chúng ta cứ đặt để cái lệnh limit á, giới hạn đó. Chứ chúng ta đừng có lên sàn mới có 1 phút 2 phút mà chúng ta để cái là nó khớp luôn. Cái như nó bay cái là nó ăn của anh chị luôn, là nó hơi, chúng ta hơi tiếc nha anh chị. Rồi chiều nay em sẽ cập nhật một cái video chia sẻ cho chúng ta bán nha. Em xin phép dừng video nha mọi người. Thông tin liên quan thì anh chị mình chúng ta xem dưới phần mô tả giùm em ha. Còn không gõ gì đó, cứ join vào trong cái nhóm Telegram cộng đồng em để dưới phần mô tả, hoặc là bình luận trong video này ha. Em sẽ là trả lời anh chị theo cái kiến thức của em ha. Rồi chúc tất cả quý cô bác anh chị mình ngày mới an lành, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Anh chị nào chưa like, chưa đăng ký kênh, cho em một cái lượt đăng ký kênh ủng hộ anh chị ha. Kênh hiện tại cũng được gần 30.000 lượt follow rồi anh chị. Thì cô bác anh chị mình ủng hộ em ha. Đây 29.900 mấy chục lượt đăng ký rồi. Em xin phép dừng video nghe anh chị nha.